Mến chào cả nhà, hôm nay mình quay cho cả nhà xem một cái loại hoa giấy mới. Giống hoa giấy mới này rất là đẹp, cái lá rất là đặc biệt luôn cả nhà. Cái lá mà cả nhà nhìn nó quấn quấn tưởng nó bị bệnh hay gì, không phải. Cái lá của cái loại giống mới ruby này đó, kêu là hoa giấy ruby hồng ngọc ngay cả nhà, màu rất là đẹp luôn. Đây đó, cánh hoa nè, màu hồng hồng nè, cây nhỏ mới ghép mà bông cũng rất là nhiều luôn cả nhà. Đó, cái giống mới nha, giống mới ruby, cái bông rồi cái lá nó thì cũng rất là lạ luôn, không giống. Đó, nguyên một vườn hoa giấy ruby cho cả nhà xem để cả nhà biết là hiện tại là có giống mới. Hoa giấy ruby màu hồng ngọc rất là đẹp luôn, đá quý hồng ngọc nha cả nhà. Đó, một vườn luôn, cây đang phát triển nhỏ nhưng mà bông nó chịu ra lắm cả nhà. Tược á, là mỗi cái tược là bắt đầu bông nó bung ra, sai bông lắm cả nhà. Mà cái vườn này mới ghép, đây cây nhỏ xíu luôn nè mà bông nó cũng bung nè, đẹp lắm. Mình nhìn là cái lá nó rất là khác biệt so với các loại hoa, cây hoa giấy khác nha cả nhà. Đó, cái lá nó nè cả nhà nhìn nè, cái lá nó nhăn nhăn, nó dợp dợp lại hết à, nó không có giống các loại hoa giấy khác. Cây này thì khoảng tầm trăm, hơn trăm, 200k một cây nha cả nhà. Nó được ship đến nhà nha, hoa giấy ruby. Ghép cái này rất là khó nha, có khi nó bị đột biến nè, đột biến là nó thành giấy thường nữa cả nhà. Đó, giấy thường thì cái lá nó tròn tròn xanh, còn cái cả nhà mua cái lá mà cả nhà thấy nó dợp dợp lại thì nó mới là hoa giấy ruby. Cái này chỉ có một màu hồng ngọc thôi. Đây, đó, cây nhỏ nhưng mà hoa nó chịu ra lắm cả nhà. Cây nhỏ xíu thôi à, mà các tược hoa là bắt đầu nó ra nè, mình nhìn thấy nó rất là say hoa luôn. Đó, tại cái này giống mới, mình chưa thấy cây lớn, cây này cây nhỏ, nhưng mà bông thì cũng rất là nhiều luôn. Mỗi cái tược nè, nó đâm ra là thấy hoa nó nở rồi nè. Cái lá thì thôi, nó quéo 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 lại hết, nhăn nhăn nhúm nhúm gì đó. Bông thì rất là đẹp. Cả nhà muốn mua hoa giấy ruby màu hồng ngọc này thì điện thoại cho nhà vườn hoa giấy Cẩm Vân á, có ship bán toàn quốc luôn. Một hai chậu nhà vườn có ship bán luôn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh chị Ba Vlog để biết về cái làng hoa giấy ở xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp. Mình xin kính chúc cả nhà vui khỏe, an lành và luôn thành công trong cuộc sống.